Chào bạn, bạn đang nghe chương trình Thông điệp mỗi ngày, số phát hành 32 vào ngày 26 tháng 4 2024 và được phát hành trên kênh CAD Radio. Mến chúc các bạn gần xa khi nghe tập này sẽ có một đêm ngon giấc, một tinh thần thoải mái và một tâm trạng an nhiên. Theo thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút xíu về một cái thông điệp mà mỗi ngày đều dành riêng cho các bạn. Những thông điệp này sẽ không có kịch bản, cũng không được lên ý tưởng trước, mà nó thường là gần đến lúc quay mới có. Có thể nói đây là một sự mạo hiểm, nhưng nó đầy tính chân thật và đầy sự sáng tạo. Tôi nghĩ khi mà làm chương trình này, mình đã thực hiện cho mình một cái thử thách, đó là làm sao để có thể thu quay được mỗi ngày mà mỗi tập đều hướng tới một cái tinh thần, đó là tinh thần chia sẻ, tinh thần lạc quan, tinh thần trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, và hơn hết đó là sự đồng cảm, động viên lẫn nhau giữa một cái thế hệ số rất là ồn ào, rất là náo nhiệt. Và đương nhiên tôi cũng không thể nào gọi là phản bác hay là yêu cầu mọi người là bây giờ hãy tắt điện thoại, tắt tivi, tắt laptop đi, để chúng ta chỉ tập trung vào một việc là về với thiên nhiên, về với bản thân mình. Như vậy thì tôi thu cái tập này bằng cái gì và up lên bằng cái gì, đúng không các bạn? Chúng ta đang ở trong một cái thời đại mà có dư dả về thiết bị, về công nghệ, về giải trí, về năng lượng nữa. Nên chúng ta phải đặc biệt kiểm soát tốt những cái gì mình nghe, mình thấy, mình nói, mình biết, để củng cố cho cuộc sống mình có một cái tương lai nó đẹp, nó không quá nặng nề, không quá áp lực. Rồi thì lời chào cũng đã chào. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái gì đây? Như cái tựa đề các bạn thấy trên hình ha, bạn có hiểu mình? Tôi thắc mắc là hiện tại bây giờ á, khi mà bạn đang nghe cái tập này nè, bạn có thật sự hiểu bản thân mình muốn cái gì và cần cái gì không? Bạn có thật sự hiểu mình đang như thế nào không? Thật sự hiểu được trong cuộc sống này mình cảm thấy vui vẻ, biết ơn về điều gì hay không? Từng một khoảng thời gian tôi không hiểu là tại sao cuộc sống của mình nó cứ lên đơn, nó cứ bấp bênh, nó cứ đầy rẫy những cái thứ tiêu cực như vậy. Đó là một cuộc sống của 4 năm về trước. Mặc dù theo những gì tôi cảm nhận là dù như mình sống rất lành các bạn, mình không có hại gì ai hết, mình cũng không có làm cái chuyện gì trái khuấy với lại đạo đức, lương tâm và luật pháp hết. Nhưng những việc trời ơi đất hỡi, những cái mối duyên mà không đẹp nó cứ đến với mình mãi thôi. Nè, tôi không hiểu và thật sự là tôi cũng không buồn thắc mắc. Mãi cho đến lúc tôi bắt đầu thắc mắc thì cuộc đời tôi nó mới thay đổi. Và một trong những việc nó làm cho tôi thay đổi nhiều nhất cái cuộc sống của mình và nó giúp cho tôi đi ra ngoài cái hướng ánh sáng, đó là việc tôi hiểu chính bản thân mình. Tôi hiểu là mình muốn như vậy chứ không phải là như thế kia. Mình có quyền như thế này chứ không phải là lúc nào cũng theo sự áp đặt hay là quyết định của người khác. Mình có thể làm cái việc này mặc kệ những cái nỗi sợ hãi hay là rào cản xung quanh. Không phải là vì mình không biết sợ, nhưng mà dù mình sợ mình vẫn muốn thử. Miễn là cái việc đó nó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến ai hay là gây hại đến bất cứ người nào, nhất là bản thân mình, thì tôi sẽ thử làm. Có một lần tôi trò chuyện với đứa bạn, nó nói là hiểu mình, bà sẽ dễ sống. Tôi tự nhiên tôi chột dạ, tôi không diễn tả được cái trạng thái của mình như thế nào, nhưng mà qua câu nói của nó, tôi đã hiểu được, thì ra là tôi đã hiểu tôi rồi, cho nên đúng thật là tôi dễ sống hơn. Và nó cũng là một đứa như vậy, rất vui. Thì khi mà cái tập này lên sóng thì tôi thắc mắc, các bạn có đang hiểu mình không? Các bạn có đang hiểu là tại sao tôi muốn cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn mà nó cứ nặng nề hoài? Tại sao lúc nào tôi cũng mâu thuẫn với chính bản thân mình? Và sự thật rằng là hầu hết ai cũng như mình cả. Người nào cũng mâu thuẫn, làm cái việc này rồi lại ước gì mình không làm. Mình đã không làm cái việc này rồi mình lại hối hận vì đã không làm nó. Lúc thì mình muốn ăn cái này, thưởng thức cái này. Nhưng khi đã trải qua rồi mình lại hối hận là ước gì mình không ăn, mình ăn cái kia. Mâu thuẫn hoài. Và các bạn bị một điều nữa là không có chịu trách nhiệm với những cái quyết định, suy nghĩ và hành động của bản thân mình. Nên lúc nào cũng kiểu trách, hờn, giận, đổ lỗi.
và cuối cùng là kéo cái nguồn năng lượng của mình đi xuống hoài, khiến cho cuộc sống của mình nó bị trầm, nó bị buồn, nó bị bực. Và ngày nào cũng như ngày nào, đi ngủ trong lúc cầm điện thoại và tỉnh dậy lúc đầu óc mụ mị, bực bội. Và thậm chí có những ngày còn cảm giác muốn bệnh nữa kìa. Nhất là cái thời tiết nóng bức như thế này, rất là khó chịu. Rồi thì làm sao để hiểu mình, để dễ sống hơn đây? Tôi không hy vọng là tập này sẽ có đầy đủ đáp án cho các bạn đâu. Vì để hiểu chính bản thân mỗi người thì các bạn phải tự tìm ra đáp án cho chính mình. Nhưng mà ở đây tôi sẽ cho các bạn một cái cách để tham khảo, cách mà tôi đã từng làm và hầu như những người mà tôi biết, tôi hỏi thăm thì họ cũng có làm, hoặc là tôi cũng đã chỉ cho vài người làm và họ có kết quả. Thì bây giờ các bạn có thể tham khảo ha, chỉ là tham khảo thôi. Cái nào mình cảm thấy ổn, ok, hay, phù hợp thì các bạn sử dụng. Còn cái nào mà các bạn cảm thấy ui xàm quá thì thôi, coi như là nghe cho vui để dễ ngủ nha. Tôi nhớ cái lần đầu tiên mà tôi cảm thấy tự hiểu mình nhất á, là lúc tôi bắt đầu đặt nhiều câu hỏi. Đó là một ngày mà tôi tự nhìn vào cái chiếc gương ở trước mặt đó các bạn. Và nước mắt tôi lã chã luôn. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh của mình, trời ơi sao mà nó tiều tụy quá, nó khủng khiếp quá, nó xấu xí quá. Nó gầy gò, nó ốm yếu, nó xanh xao, nó không còn sức sống nữa. Mà trong lúc đó tôi mới có 20 mấy xuân thôi các bạn. Trời ơi, nhìn mà xót xa, kiểu mình tự xót xa mình á. Xong tôi nhìn vào gương, tôi nhìn vào chính mình ở đó và tôi hỏi là đây là cuộc sống mà tôi muốn hả? Đây có phải là con người mà tôi muốn trở thành không? Rồi, thì ở trong tiềm thức của tôi nó trả lời là không, tôi không muốn cuộc đời như vậy. Tôi chỉ mới 20 mấy tuổi thôi, tôi không muốn chấm dứt mọi thứ ở đây. Tôi muốn xé nháp, tôi muốn làm lại. Rồi câu hỏi tiếp theo là bây giờ làm sao để làm lại? Tiền không có, mối quan hệ không có, còn cặp nách đứa con nhỏ nữa. Rồi gia đình cũng không phải có điều kiện hay là mối quan hệ gì để hậu thuẫn cho mình bay lên trở thành Phượng Hoàng. Thì bây giờ mình phải như thế nào đây? Bắt đầu tôi mới suy nghĩ các bạn. Trong phút giây đó thì tôi mới bật ra cái câu trả lời là vậy bây giờ mình đang có cái gì? Mình có những cái tiềm lực gì? Mình không quan tâm tới cái mình không có nữa, mà mình quan tâm tới cái mình có thôi. Thì lúc đó tôi mới nghĩ được là đầu tiên là tôi có cái cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, ít nhất là cái đầu mình vẫn còn suy nghĩ được 1 cộng 1 bằng 2, không có bị một cái vấn đề gì về thần kinh hết, mặc dù lúc đó cũng có trầm cảm nhẹ rồi. Nhưng mà mình kiểu mình hiểu được là mình vẫn còn có thể suy nghĩ được, vẫn còn có thể tính toán hay là nói chuyện giao tiếp bình thường được, phân biệt đúng sai được, thì có nghĩa bộ não của mình vẫn hoạt động được và có cơ hội cải thiện được. Thì đầu tiên là tôi có một cái cơ thể khỏe mạnh lành lặn, bộ não vẫn còn suy nghĩ tốt. Rồi cái thứ hai nữa là tôi vẫn còn có thời gian để sống, tôi vẫn còn đang sống. Rồi nhưng mà nhìn lại cái cơ thể của mình lúc đó thì vẫn còn hơi dư cân. Hồi nãy tôi có nói với các bạn là ốm yếu xanh xao. Thật ra ốm yếu xanh xao ở đây có nghĩa là nó bị héo mòn á, bị không có sức sống á, chứ về cân nặng thì nó vẫn hơi dư, hơi thừa. Thì tôi nghĩ là để mà quay lại, thì tôi nghĩ là để quay lại Sài Gòn lập nghiệp thì tôi phải có, thứ nhất là về cái ngoại hình, thứ hai là về cái đầu óc. Đầu óc thì nó sẽ chia ra là bây giờ ở Sài Gòn người ta sẽ phải sử dụng tiếng Anh. Thì mình không thể nào mà dốt một chữ bẻ đôi không biết. Thì bắt đầu tìm những cái app học tiếng Anh ở trên mạng để mà học. Nghĩa là những cái cơ bản để có thể giao tiếp, làm quen và tự tin, không có bị nhát khi gặp người nước ngoài kiểu vậy. Rồi, thứ hai nữa là để cải thiện cái đầu óc thì phải đọc sách. Chắc chắn là phải đọc sách rồi. Các bạn không thể nào mà ngồi coi điện thoại từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, không đọc một cái trang sách nào mà các bạn có thể thông minh, có thể sáng suốt, có thể minh mẫn được đâu nha. Nên là các bạn phải đọc sách để cải thiện cái tư duy của mình, để làm cho mình có thể tập trung. Và nhờ đọc sách các bạn sẽ cải thiện cái năng lực là tập trung vào một cái công việc nào đó trong một cái khoảng thời gian nhất định. Rồi thì tôi làm được hai cái đó cho cái đầu của mình. Sau đó thì tôi nghĩ lại bây giờ cải thiện dáng dốc làm sao đây. Thì tôi mới bắt đầu chạy bộ, đi bộ. Là mỗi sáng tôi đều chạy bộ, đi bộ
trời nắng, trời mưa, trời gió, trời nực, trời mát, trời lạnh gì không cần biết, cứ sáng là xách giày đi chạy bộ, chạy nhiều chạy ít cũng không sao, cứ chạy ít nhất là nửa tiếng cho tới 1 tiếng rồi quay về. Và ăn uống thì mình cũng ăn uống theo kiểu không có quá nhiều dầu mỡ, ăn với gia đình chung cho nên cũng không có chọn lựa được thực phẩm các bạn. Chỉ biết là cố gắng ăn nhiều trái cây và rau củ, còn cái nào ăn chung với cha mẹ thì vẫn phải ăn, chứ mình ở ké mình đâu được đòi hỏi, kỳ ha. Rồi thì sau đó là kế hoạch của tôi thay đổi bản thân để mà có một cuộc đời mới, là nó kéo dài khoảng 6 tháng. Sau 6 tháng đó thì tôi giảm cân thành công, tôi cũng đọc được nhiều sách, cũng mở mang được chút đỉnh, rồi tiếng Anh cũng cải thiện và bắt đầu nạp CV để quay trở lại Sài Gòn. Và sau đó là khá là thuận lợi. Và tôi va vấp cũng nhiều khi mà quay lại Sài Gòn. Mà trong cái quá trình va vấp đó, tôi có nhiều lần tự hỏi bản thân mình lắm. Ví dụ, sếp kêu mình làm cái này mà mình không muốn làm, thì mình có nên nói với sếp không? Nếu mình không nói với sếp mà mình cố gắng mình làm, nhưng mà trong lúc làm mình đánh mất chính mình cảm thấy khó chịu và mâu thuẫn, thì mình có nên làm không? Và nếu phải chọn giữa việc tiếp tục làm công việc đó và mất việc phải tìm việc mới, nhưng mà vẫn giữ được cái tôi cá nhân, vẫn giữ được cái bản thân của mình, không phải làm những cái việc mà khiến mình ban đêm không ngủ được ấy, thì mình có nên chọn như vậy không? Tôi cứ đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, và từ cái thói quen đặt câu hỏi cho chính mình ấy, tôi đã hiểu mình hơn. Và đúng như vậy, hiểu mình tôi rất dễ sống. Rồi từ cái lúc đó cho đến bây giờ thì cứ mỗi lần mà tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn á, bắt đầu khó giải quyết là tôi sẽ đặt câu hỏi. Và từ cái đặt câu hỏi là nó ra đáp án rồi các bạn. Có những câu hỏi các bạn sẽ có cái đáp án ngay và luôn, ngay lúc đó luôn. Còn có những câu hỏi các bạn phải mất vài tuần hoặc là vài tháng để các bạn có câu trả lời, thì chúng ta cần phải kiên nhẫn. Và với những bạn mà đã quá lâu rồi các bạn không có trò chuyện với bản thân, các bạn không đặt câu hỏi cho mình mà để cho người khác quyết định cuộc đời mình á, thì cái việc mà các bạn tự đặt câu hỏi lại để tự kết nối với bản thân, để tự hiểu mình á, nó sẽ gặp một chút cái trúc trắc, là nó hơi khó hơn là bạn hỏi nhưng mà bản thân bạn không có trả lời. Nhưng mà bạn cứ yên tâm là cái câu hỏi đó đã được ghi nhận, cứ liên tục hỏi, cứ tiếp tục hỏi, cứ tiếp tục thắc mắc, thì một ngày nào đó nhất định bạn sẽ kết nối được với chính mình, nhất định bạn sẽ hiểu mình hơn. Cứ đặt câu hỏi cho bản thân càng nhiều càng tốt. Mọi vấn đề của bạn á, bên trong bạn đều có cách giải quyết. Chỉ là đôi khi mình không có hỏi bản thân mà mình thích đi hỏi ở ngoài hơn, để rồi có những cái quyết định khiến bản thân sau này hối hận thì không nên lắm. Rồi, đây là thông điệp ngày hôm nay dành cho các bạn. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc, và tôi nghĩ là cái chương trình này nó sẽ còn kéo dài rất là lâu á, đến khi nào mà tôi cảm thấy chán thì thôi. Mà trộm vía bây giờ vẫn thích lắm, càng ngày càng thích. Nên là hy vọng nó sẽ góp phần một phần nào đó trong ký ức phát triển bản thân của bạn, giúp cho bạn ngày càng có tự tin để sống là chính mình hơn. Hãy là chính bạn thôi, vì cuộc đời này đâu ai sống thay bạn được, đúng không? Tạm biệt.